Vera rất thất vọng lạc lõng, tất cả lại quay về như cũ. Có một ngày anh nhìn thấy tin ông đầu xanh thăng chức. Bà đầu tím thì dựa vào vai anh khóc thút thít. Tình yêu của người khác hình như cũng trải qua chia ly và kết thúc giống như cuộc tình của anh vậy. Anh càng buồn bã hơn, ngày nào cũng có tâm trạng để làm việc cứ ngồi trước bàn cầu cơ chờ tin. Bỗng dưng có một ngày trên bàn cầu cơ đưa ra một lời nhắc hi. Lạc Le, Zara nắm lấy cơ hội nói với cô rằng anh còn tưởng là cô đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Không còn cách nào khác, yêu đương qua mạng là nó mong manh như vậy đấy. Một khi một bên cắt đứt liên lạc là mối tình này cũng sẽ tan biến. Chính vì ý thức được điều này nên Claire mới lựa chọn thức tỉnh. Đau dài chi bằng đau ngắn, Claire đã nghĩ kỹ rồi, cô muốn nói lời chào tạm biệt Zara và mối tình của họ. Vì đã giúp được Claire bước ra khỏi nỗi buồn nên Zara đã thành công thăng chức. Cuối cùng thì anh cũng có thể nói lời chào tạm biệt địa ngục và lên thiên đường rồi. Chuyển cảnh, Zara đã không còn làn da và cặp sừng của ác quỷ, khôi phục lại hình dáng như ban đầu. Thiên thần tịch thu đồ dùng, thẻ căn cước, còn cả bàn cầu cơ của anh ở dưới địa ngục. Cùng với tiếng rắc một cái, ngọn nến cầu cơ của Claire cũng vụt tắt. Lần này thì Zara phải nói lời chào tạm biệt Claire thật rồi. Cuộc sống trên thiên đường thoải mái hơn dưới địa ngục rất nhiều. Mỗi ngày chỉ cần uống cà phê với thượng đế, tìm hiểu về thiên thần, nghe nhạc Mozart là hết việc rồi. Mặt khác, Claire tạm biệt Zara cũng thử kết thêm nhiều bạn mới. Trước mặt bạn bè thì cô thường tỏ ra vui vẻ, sau khi bạn bè về hết rồi thì cô lại thu nụ cười lại. Bởi vì chuyện ngọn nến cầu cơ bị tắt nên cô bắt đầu lo lắng cho Zara. Claire đành phải lấy bàn cầu cơ phủ bụi đã lâu ra. Người thay thế công việc của Zara nói với Claire rằng Zara đã được thăng chức rồi. Nghe được tin tốt này, Claire cuối cùng cũng yên tâm hơn và để lộ ra nụ cười vui vẻ. Để chúc mừng Zara được thăng chức lên thiên đường, Claire lại một lần nữa đi tới mộ của anh, đặt một món quà trước bia mộ của anh, còn có một bức thư cảm ơn ở trong đó nữa. Không lâu sau thì Zara trên thiên đường đã nhận được món quà. Anh đọc bức thư cảm ơn mà Claire viết cho mình xong. Bên trong có viết món quà này được chuẩn bị cho anh khi anh bị sa sút tinh thần. Mở ra xem thì là một cây đàn ukulele. Zara không kìm được mà chơi đàn. Khoảnh khắc mà Claire quay người chuẩn bị đi về thì cô đã nghe thấy tiếng nhạc đến từ thiên đường. Đó là lời cảm ơn mà Zara muốn nói với cô. Tuy rằng yêu đương qua cầu cơ không đi đến kết quả gì, nhưng vì sự tồn tại của đối phương mà tìm lại được trạng thái tốt hơn, trở thành người tốt hơn thì cũng được coi là một kết cục tốt đẹp đấy chứ. Đáng để nhắc đến là lúc miêu tả cuộc sống ở dưới địa ngục, đạo diễn lại mô tả lại cuộc sống của dân văn phòng bình thường. Chẳng phải là đang nói với chúng ta rằng cuộc sống này chính là địa ngục trần gian hay sao? Được rồi, video hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ở video sau nhé. Bye bye.